Chú không có vô được đâu chú lại chuyện xếp hàng cái này vô chú ơi. Chú quan kia kìa. Chú biết nữa là ai vậy đây mà chú vô được nó người ta đâu có vô mà chú thanh niên chú thành. Có đâu là có nó đó. Đây này chú ơi, chú nghe hết trơn rồi. Đây này cố gắng cho cả nhà xem cho cả nhà. Chú ơi chú. Chú nếu chú không xếp hàng là chú không vào được chứ. Anh nói anh không có vào. Mấy em cứ che quay thôi chứ đâu có cái chuyện vào Mỹ đâu à. Chú không vô cho Bình hả? Không. Chụp nhiều rồi, không phải mới đây. Bây giờ muốn cô này vô tặng quà cho chị Hằng. Rồi, vô đi cả nhà. Đâu bạn bơ hết chị đó chị cũng không. Trời ơi quý vị ơi, để quý vị nghe cho đây là nhỏ tuổi cho nó tươi. Đó. Đây nè, bơ hết nghe nghe ngoài mà mình không gặp nè, ở tù chung á. Chị thấy đứng dưới rừng rừng nó bắt hoài. Ở tù chung mà kể đó, kể. Xem cái livestream để quý vị nghe. Nguyễn Thu Hằng như ai nào trong cuộc đời này đâu mọi người ơi. Chị là duy nhất, chị là người đáng yêu. Thật sự mọi người ở đây ai đem lòng quý mến chị Nguyễn Thu Hằng là không muốn quý một xíu đâu hết. Tại vì em là một người tình được cái tôi chị nó ghê gớm luôn đúng không mọi người. Nhưng mà chị ấy đã động viên em, chị ấy cũng từng nói với em rất nhiều. Thực ra không có tòa án nào bằng tòa án lương tâm của mình hết. Vì câu nói ấy của chị đã làm cho em thấy đi tù nó không gì là đáng sợ. Kể cái gì nghe đây là một chuyện thi thủ anh Dũng ơi. À, đây nè quý vị, ngày đầu tiên tôi mới vừa từ Rolls Royce xuống luôn xíu anh. Là vào ngay buồn gặp ngay cô này. Gặp ngay cô này và ba người ở cùng. Cô này là người gọi đầu cho tôi, quạt tóc cho tôi, giặt quần áo cho tôi, chăm sóc tôi từng chút một. Em ở tù này em cũng phí một chút nữa. Chị thời đó em quen quen mà chị không nhận ra. Nhân viên sâu lắm mới được gặp chị Hàng á. Có gì ơi, tên gì tên là tên Trang. Bà mày đặt cái tin tức để chị, mà gạt tôi. Chị đẹp luôn mọi người. Quả đẹp. Chị, em thật sự là chị ấy đáng như tuổi mẹ mình luôn. Nhưng mà chị ấy rất là đẹp. Mình không thể nào mà kêu cô được luôn á. Kêu bằng chị. Đúng rồi. Rất là đẹp. Cảm ơn em đã chăm sóc chị Hằng thời gian qua. Cảm ơn em đã chăm sóc chị Hằng thời gian qua. Gớm lắm đúng không? Nhưng cái tấm hình không. Thật sự tấm hình đó là chị hoàn toàn là hủy hoại nhan sắc của chị. Chị ấy rất là đẹp. Cơ chung 24/54. Mặt mộc rất đẹp. Khi em quay ở TikTok là chị đã khóc rất nhiều. Đây là một diễn viên hổ mà có thật. Khi tôi bước chân vào trại giam, tôi gặp ngay nàng này. Nàng này là người trong một trong bốn người mà lo cho tôi trực tiếp. Gọi đầu nè, rồi lo cho tôi ăn uống nè, giặt quần áo cho tôi, tự nguyện, tất cả là tự nguyện. Bây giờ chị hỏi là em một lần nữa, em đã biết gì chị mà tự nhiên em tự nguyện. Và em nói rằng khi em nhìn thấy chị nằm em khóc vậy, tại sao em khóc vậy? Chị em đã biết gì chị đâu. Thực sự thì mà nếu mà biết Nguyễn Phương Hằng trước đó là nó không còn cái thực ở đây nữa. Em khi mở chị Hằng em không biết Nguyễn Phương Hằng là ai đó. Em bị tạm giam trước đó. Nên là khi chị Hằng vào câu nói của chị làm em rất là cảm động. Chỉ vì người nghèo, chỉ thương người nghèo. Các bạn biết chị này tội gì không quý vị? Chia bài. Chia lớn. Chia trời ơi không biết. Em ơi, thay mặt những người yêu quý chị Hằng, cảm ơn em đã chăm sóc chị Hằng những ngày qua. Cảm ơn em đã yêu quý chị Hằng, cảm ơn em đã chăm sóc chị Hằng. Em có biết hàng nghìn người muốn đi tù thay chị Hằng cơ. Trong đấy có chị, chị sẵn sàng đi tù thay chị Hằng luôn. Đang người đang quỳ ở đây, đang ngồi đây. Đang ngồi trước mặt là người muốn đi tù thay chị Hằng cơ. Mình không cảm thấy hổ thẹn. Chị từng nói với tôi điều đó rất là nhiều. Nên là tôi cảm thấy không có gì là quá là ghê gớm. Em là người tù nhân hạnh phúc nhất thế gian em ạ. Đây là một tù nhân hạnh phúc nhất thế gian. Tôi đòi lo cho tôi tất cả như một người thân. Và nói là chị ơi, mỗi lần em nhìn thấy chị nằm em không tưởng tượng được chị đau khổ như vậy. Đây là mà nói là không ngờ là chị đã gặp lại em. Đúng là đến nó quay tròn. Hồi nãy chị nhìn em chị gần ngỡ nhưng hình như là đẹp hơn chứ. Ở chỗ tù ghê quá đúng không? Sao đẹp hơn chị? Tôi biết rồi. Nghe quý vị không quen không biết mà đi tù trước đó rồi giặt đồ cho cô, gội đầu cho cô, không gọi là chị, cải tóc cho cô, chị không phải cô, quạt cho cô, xong rồi là lo cho cô tất cả và đêm thức
100 đêm chị không bỏ ra bị chị làm bị cô la nữa, cô đâu bắt nghe ai đâu, hỏi rất nhiều chị rất bản lĩnh bước vào chạy giam cũng là hiên ngang, em chưa từng thần tượng ai luôn. Thực ra một diễn viên nổi tiếng trên thế giới thì hay là một nghệ sĩ hài là diễn thì mình coi thôi, em chưa từng thần tượng ai. Mình làm tin bước vào chạy giam đi hiên ngang như chưa từng. Đúng không? Nó quay cho tốt đấy. Trong giấy đúng thật, dễ luôn tìm cách giúp đỡ mọi người xung quanh mọi người. Em mới thật sự tự lấy lòng của em. Và đây là Trang, là Trang Đỗ nè. Đỗ Trang nè, là được đặc xá. Đặc xá lúc đó là 2 tháng 9 em về đúng không? Và tất cả những người ở chung với tôi từng từ đi về hết bỏ lại tôi một mình. Thật là đau khổ. Từng người đi ra về bỏ lại tôi lại lăn lóc. Mà em cũng đâu có nghĩ rằng chị đi dài dữ vậy đó. Em nghĩ là chị được tại ngoại đúng không? Đây là quý vị thấy không? Đó là sự thật, đây là những cái điều mà thật sự là bất ngờ. Hồi nãy em nhìn chị ngờ nhưng mà chị không nhìn ra rõ em ngày xưa với bây giờ. Dài bỏ đúng không? Có đi chia bài không? Mọi người hỏi chia bài điêu lo nè quý vị. Em ơi, bây giờ em về chăm sóc chị Hằng đi. Chị Hằng đang cần hai người đấy. Em quay, em ra ngoài quay TikTok và chị khóc mấy ngày liền. Ra được ngoài đi. Cái đó quay TikTok nó có ở với chị là em khóc mấy ngày liền. Quý vị, sự thật sẽ lộ trần cho tất cả. Đây là một sự ngẫu nhiên là bạn ấy tìm tới. Mà chị cũng không nghĩ là chị gặp em. Tôi và bạn này và bốn người nữa bị nhốt đằng trước là gì? Là tụi tôi ở phía đằng sau là gì? Toàn là tử hình không? Ra mà nhiều người hỏi tôi chắc bà Hằng ấy hôm đó là chắc là một người không tinh khổ gì đâu, người giàu đi tù mà. Mọi người như thế nào, chỉ ấy như thế đấy. Nhưng mà thậm chí là những người bình thường như chúng tôi á, là còn không có quạt làm sao mà sống nóng được. Nhưng mà chị ấy trên cửa miền giấy chưa từng than vãn một điều. Ai sống sao chị sống như vậy? Không, cố gắng mới lạnh mà tôi cũng nóng thương cho ông. Thậm chí còn nhiều điều ghê hơn nữa. Cái khẩu trang chống túi. Đây em cứ kể cho mọi người nghe. Chị đã bước vào trại giam như thế nào và khi em rời bỏ chị, em đứng song sắt em nóng kinh điếu. Em nói chị ơi em đi đây, chị ơi chị phải tập thể dục nha, chị phải mạnh mẽ lên nha. Chị không có tội, chị sẽ được về, nhưng mà 2 năm mới về. Tại vì em lúc nào cũng nghĩ là chị sẽ về. Đúng không? Đó không sao không? Đây là một cái kỷ niệm phải nói là không bao giờ quên được. Hôm nay tới đây cũng được mà. Hôm nay em lên tới đây em gặp đây chị. Em ổn không? Chị nghe cho chị nói đi. Sao ổn thế là mẹ mừng lắm chứ gặp đây lâu. Đúng rồi, đây là một sự hoàn toàn là bất ngờ gặp rồi. Để bởi vì cái tháng người đó là xung động nha cô chú anh chị. Bạn này ở với tôi 6 tháng. Em là tù nhân hạnh phúc nhất thế gian này. Có 5 người nhưng mà Trang này là lo cho chị chính. Là người là hết lòng hết dạ, môi hết tim gan ra lo cho chị. Cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn Trang rất là nhiều. Bởi tôi nói chị nói với mọi người, chị đi tù mà chị vẫn có phước. Có những người tự nguyện thương chị giống như em đã biết chị đâu. Tự nguyện đi tù đây này. Tự nguyện giặt đồ luôn. Chiếc này luôn. Đây là một sự thật. Một sự thật của quý vị. Ngẫu nhiên là bạn cái thân mình. Và nhận ra phải nói là chị cũng muốn kiếm em. Chị cũng muốn kiếm em nhưng không nghĩ ra hôm nay là em đã đến đây để chị về. Chứ cũng là thấy em trái đất quay tròn. Hôm nay em ổn rồi, ok rồi. Tôi cứ đi chia bài đứng đi chứ ở tù khổ mà. Đến chia bài nè. Chia bài. Nhiều lo với quý vị, chia bài là số 1 luôn. Rồi, hãy chia bài đi. 2 năm phải không? Chia bài là chị. Ôi, chị cảm ơn em. Cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ mọi người đang đứng đây chờ. Đây là một câu chuyện có thật hoàn toàn. Như quý vị, khi tôi bước chân vô trại giam, lúc đó là mấy giờ em? 2 giờ sáng đúng không? Các bộ đưa cho chị cái gì? Đưa cho chị cái gì? 2 bộ đồ đúng không? Rồi em kể tí cho mọi người đi, sau đó chị thay đồ ra xong chị nằm xuống chị ngủ. Cái việc đầu tiên mà chị Hằng bước vô phòng giam là gì mọi người biết không? Một cái điều mà không ai làm được đâu. Thường mà người ta vô trại giam á, ngủ không được đâu. Nó lo sợ, người ta bàng hoàng, tâm lý của người ta không thể nào ngủ được. Việc đầu tiên chị ngủ đã rồi tính. Không, chị ngủ đâu chị Hằng? 10 giờ sáng, 9-10 giờ sáng. Đêm ngủ dậy thì chị em... Đêm, ngủ cái đêm.
Quyết lên, có gì đó không dùng cái đó mọi người. À, mỗi lần anh Quỳnh Huy Dũng đến thăm tôi, ấy chứ không mà tôi nhìn chữ ký của Huy Dũng không. Con lấy số điện thoại của bạn dùng tôi nha. Ok, có gì chị sẽ gọi cho em nha. Rồi, rồi quý vị thấy một cái câu chuyện rất là gọi chụp hình cho em đi, em đang có máy lên đi các bạn. Cảm ơn em bé rất nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em đã chăm sóc chị Hằng những ngày qua. Cảm ơn em đã chăm sóc chị Hằng trong tháng qua. Thật sự rất là cảm động luôn. Quá tuyệt vời em ạ. Một cái tình cảm trong tù mà hiếm có.